Dạ xin chào cả nhà. Chiều nay ghé trên cái đường Cách Mạng 88. Đây là cái số 463 Cách Mạng 88 này. Phường 13 quận 10 nha. Đây có số điện thoại ở đây, nó có cái quán Thanh Văn mì gà quay khá là hấp dẫn á. Mình có xin vô đây để mà review chia sẻ với mọi người. Ở đây giá 30-40k nè. Đây phía trong của quán đây nha. Nhìn là hấp dẫn, là không biết là vô như thế nào. Mình đã cũng đã xin review chia sẻ rồi, nhà cũng vô đây ăn thử. Trước giờ cũng chưa ăn cái món mì gà quay ra lần nào cả. Thôi đi vô phía trong đi mọi người. Trong cái không gian này thì có những cái bàn để thưởng thức cái mì gà quay nè. Mình thích nhất cái món này nè. Cái món tỏi ngâm giấm nè. Cái kia thì và đây là cái nước chấm. Đây nước me như nước gì em? Chấm là nước tương với lại tương ớt. Nước tương tương ớt ha. Nhìn nó giống nước me quá. Đây, em đang làm một cái đùi gà quay đây, nhìn đã chưa kìa. Đây bán thêm một cái đùi gà là nữa là bao nhiêu tiền? Đây một cái đùi gà, đây là ví dụ như vậy. Đó là 40.000 một phần. 40.000. Chị gì đây đó ha. Đây cứ đây là một phần á. Dạ. Dạ một phần đây 40.000 đây mọi người nè. Đây nè, đây là một phần 40.000. Vậy thì tính ra thì mình thấy nó cũng giá này cũng rẻ chứ không mắc, bởi vì nguyên một cái đùi gà quay nè. Đây là một cái tô mì nha. Cái này phải xử sau, để còn cái phía trong để mình vô cái phía trong để quay gà, để mà quay cho mọi người, chia sẻ cho mọi người ta thấy được cái cảnh ở phía trong nha. Nhìn đã quá đây là cái những cái đùi gà trước khi mà người ta quay thì người ta luộc xong để đây. Bây giờ bởi vì bây giờ khoảng mới 4 giờ hả, quán chỉ mới bắt đầu mở cửa thôi. Nhìn ứ hừ luôn, đã quá à. Ai những cái đùi gà đã được luộc đi, nhìn ngon quá. Bao giờ có khách mình mới làm giòn da đúng không? Chứ mình đâu có làm trước được. Trong mềm ngoài giòn. Giòn tan. Giòn tan luôn. Đây là phía bên trong cái không gian của cái xe mì gà quay của chị đây. Ô chị làm cũng điệu nghệ quá chứ bộ. Nó vẻ là sành nghề nha. Chứ không phải là tay ưng ba đó nha, làm sành lắm đó. Ở trong cái tủ thì nó có cái đó là nghệ như gì vậy? Không có nghệ, cái đó là cải sa báu. Cải sa báu. Cải sa báu, hành phi, tóp mỡ. Rồi đây nước sốt để ăn gà. Một cái tủ khá là gọn gàng, sạch sẽ đây. Cải thì cũng nhúng ra trong đây hết rồi. Luộc bỏ vô trong mì, ăn kèm với mì gà. Đây mấy giờ bắt đầu bán chị? Bắt đầu là 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm. Chiều hết sớm thì mình nghỉ sớm. 3 giờ chiều là bắt đầu bán. Mới đó mà, bây giờ mới hơn 4 giờ. Chung là bây giờ cũng chưa là giờ cao điểm đâu. Giờ cao điểm thì nó có cái này để luộc rau cũng hay quá ha. Cái này cũng hay chứ, cái đó là cái hay á. Bởi vì ba cái rau á bỏ vô nó cồng kềnh á, vô đó là luộc là nhất rồi.
rau luộc ra nó xanh dần nó đã chứ. Ủa chị bán ở đây lâu chưa chị? Bán đây thì lúc mình bán ở ngoài kia kìa thì cách đây là 8 năm rồi. Xong cái đầu người ta lấy mặt bằng lại, mình đi về Bình Khánh mình bán. Xong Bình quay lại đây. Ở quận 4 đó. À, Vĩnh Khánh. Đại khái là nó quận 4 đi. Đó là cái khu phố ẩm thực. À, đây là cái sợi mì hả? Mì tươi. Đây. Đây là mì tươi ha. Đây. Mọi người cái này luôn. Cái này là nó về về rồi. Nghĩa là mình lật lại cái thành giác, còn này mình chưa có gỡ ra là nó quấn cục á. Dạ. À đây là cái phía trước cái xe nè mọi người. Ủa đây có gì đây? Vậy là nó chỉ có hai giá thôi, cái 35, cái 40 là hết cái. Vậy là ở mình nó chỉ có mì gà thôi ha. Xíu, xíu. À, mì gà hủ tiếu xa xíu quá trời luôn. Rồi đây là ông chủ đang thưởng thức món của mình luôn. À, đây là ông chủ ăn trải nghiệm của món cái quán của mình luôn. À, đây là cái phần 40 nha mọi người. À, đây. Bây giờ nó mới có hơn 4 giờ ha. Nhìn ngon. Mình trước giờ cũng chưa ăn cái món này nhưng mà nhìn cái cách người ta làm khá là hấp dẫn. Quá lạ luôn. À, nhất là cái đùi gà nè, nhìn nó làm vàng lên rất là ngon. Thôi bây giờ mình dùng thử nha. Còn khá sớm nhưng mà bây giờ cũng mới dùng bữa chiều được rồi. À rồi bây giờ mình dùng thử cái mì gà quay ở đây thôi nha. Nhìn ngon quá, để dùng thử thì mới biết được cái chất lượng như thế nào chứ. Này là 3 giờ chiều bắt đầu quán bắt đầu mở bán nha mọi người. 3 giờ chiều. Rồi trộn đều lên mấy cái rau xanh là nhất rồi, rau xanh chừng cần qua nước sôi nhìn nó xanh rất là ngon. Cực ngon luôn, rau xanh chần qua nước sôi không nó giòn lắm. Cái nước sốt là đang rất ngon. Hai con đu đủ chua nè nè. Rồi ăn cái gà nè. Thôi mình dùng thử nha mọi người. Trước giờ thì cũng chưa ăn cái món này lần nào á. À, nhìn cũng khá là ngon, khá là hấp dẫn á. Ngon quá. Được rồi. Đi chỗ nào mà cái quán nào mà nó có cái món tỏi ngâm giấm mình ghiền cái món này lắm, món này ăn ngon. Quá ngon. Thêm cái đùi gà nấm hổ luôn.
cái đùi gà, cái da nó giòn rụm luôn, nhưng mà cái thịt bên trong mềm. Đùi gà xử lý làm ngon, cái da giòn rụm ấy. Có đùi gà mà có 40 ngàn, tính là bây giờ nó bảo giá rất nhiều cái mặt hàng nó lên, không bất kể cái gì nó cũng lên đấy mọi người. Bây giờ tìm chỗ ăn rẻ rất là khó, ở đây khoảng 5-6 giờ đông khách lắm nha. Mình đi bây giờ cái giờ này mới 4 giờ, hơn 4 giờ một xíu, cho nên là khách nó còn ít á. Chứ thật sự ra một cặp nữa khách đông lắm. Mà mình kết thúc cái phần ăn này đây nha, rồi tiếp tục mình sẽ quay cái đoạn mà chế biến để mọi người xem. Rồi dùng xong hết rồi, đây bây giờ xử lý cho nó xong cái đùi gà đây, cái phần ra đâu phần ngon nhất của cái mì mì gà quay. Gà khá là ngon nha. Ấn tượng 35-40 ngàn, khá là ngon, chỗ này khá là đông khách, mặc dù là một cái quán nhỏ 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 vậy thôi mọi người. Quá đã luôn. Phú Yên hả? Hả? À, đúng không? Phú Mỹ. À Phú Mỹ à. À trời ơi, Phú Mỹ là quê ngoại em mà. À, quê ngoại em ở nhà ngoại em ở chỗ doanh trại của đội Phú Mỹ á. À, giờ nhà em nhà ngoại em sát quốc lộ 1A luôn mà. À, có hay nhà ngoại không? Em ở có được hồi năm 2007 em ở Quy Nhơn đó mấy tháng luôn mà. Có chứ hay gì chứ. Mất rồi. Tám mấy con tuổi. Thì mình hay về hơn ha. Đúng rồi, bây giờ còn cậu đó mà, cậu mẹ đó mà. Đó, xếp về cho nó ráo nước này, nhìn hấp dẫn đó chứ. Nhìn đã chứ. Chị xếp gọn gàng kia á. Yếu. Chị làm các cái, mình làm hết. Dạ. Còn chua này. Ừ.
sợ quá ha. Này khoảng mấy phút là được vậy? Đào bắt mùi rồi đó, thơm phức. Cứ vậy chị quậy chừng nào nó tới thôi, chị không có để ý phút. Nhằm khi chị đang làm vừa xong, dầu nó nóng lên thì nó nhanh hơn, còn nó nguội nữa lâu. Đây chỉ dùng 20 phút. Dữ vậy hả? Ồ, vậy cái này cũng lâu chứ bộ. Lâu. Cái quậy gì là cho nó vàng. Đó, phải mất 20 phút mới tỏi nó mới vàng được. Đó, nó mới chín, mới nó vàng. Nó vàng nó giòn. Dạ. Cái này thay vì người ta mua mà chị tự làm. Hả? Làm tự làm nó thơm hơn. Này khoảng mấy giờ đông khách vậy? Tùy giờ, có khi giờ 7 giờ tới 8 giờ, có khi sớm hơn. Ừ. Rồi 9 giờ tới 10 giờ tùy gì đó, tùy khách vô. Chứ có luồng khách vô thì thấy đông. Đây bán cả thứ bảy chủ nhật luôn hả? Thì bán không có nghỉ ngày nào, chừng nào ngày nào mà mình bận việc gì đó mới nghỉ. Chứ còn không có nghỉ. À còn bán suốt luôn ha. Bán suốt luôn. Mì gà quá ngon. Bán luôn. Trời. Ừ. Không nghỉ Tết luôn. Không có nghỉ ngày nào luôn. À, dạ cái video về cái món mì gà quay mình kết thúc ở đây luôn nha mọi người. Tính chia sẻ thêm một cái đoạn là lúc mà quay gà là sao mà để mà quay cho da nó giòn mà thịt nó mềm khá là ngon ở đây, nhưng mà thật sự là chủ quán thì người ta không có chia sẻ được cái phần đó, cho nên là mình kết thúc ở đây. Mì ở đây ăn khá là ngon, mình dùng một phần 40.000, khá là đặc biệt, nhất là cái gà da ăn rất là giòn, rất là thơm, gà rất là mềm. Rồi kết thúc, xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc sức khỏe tất cả mọi người ạ. Kết thúc của video tại đây ạ.